nói đi cũng nói lại thì trên đoạn đường đi thì chắc chắn là cái tình cảm mình cũng có với rất, rất là nhiều người mà mình muốn lập gia đình, nhưng mà tất cả là cũng là do số phận thôi, cũng đổ vỡ một vài lần. Lúc trước dự định đám cưới với một người quen được 4 năm, thì người đó là một người bạn của Ngọc Trinh. Giờ Dung cũng không có ngại, bởi vì người đó là một cô gái cũng là trong top 10 của tổng thi hoa hậu áo dài của năm đó tại Phan Đình Phùng, là bạn thân của Ngọc Trinh, là người model của Vũ Cát Tiệp. Thì Dung quen với cô gái này 4-5 năm, thì lúc đó Dung cũng có ý định lấy nhau, thì tại vì lúc đó tuổi mình bắt đầu đã có đủ để mà trưởng thành, mình lấy nhau rồi, thì xảy ra một sự cố trong gia đình, rồi không có hài lòng với nhau đôi bên, cho nên là chúng tôi là phải chia tay. Đó, thì cái vết nứt đó đã làm cho Dung cảm thấy là mình mất niềm tin trong cái việc hôn nhân, trong cái việc